Thanh Khôi, vẫn là Thanh Khôi, vẫn còn Dos Santos. Một pha ghi bàn rất đẹp mắt của Dos Santos, và như vậy là tỷ số được nâng lên 2-0 cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được hưởng một tình huống đá phạt, và đứng trước bóng là Santos, Dos Santos, người đang đeo băng đội trưởng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay. Một pha chuyền bóng không chính xác của Santos. Vẫn còn Duarte. Achille. Bóng đã chạm xà ngang. Xin lỗi, bóng đã chạm cột dọc, nhưng ngay sau đó là một tình huống bỏ lỡ cơ hội không thể tin nổi của Hải Quân. Scan mã Manto, trúng ngay quà xịn, xe máy điện thiết kế theo yêu cầu, iPhone 15, bộ OLED độc quyền và hơn 400.000 giải thưởng khác. Ngày hôm nay thì huấn luyện viên Phùng Thanh Phương đã sử dụng Gen Nguyễn. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem màn trình diễn của cầu thủ chưa đầy 18 tuổi Việt Kiều sẽ thể hiện như thế nào. Ngày hôm nay thì câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định cũng có nhiều sự thay đổi so với đội hình xuất phát ở trận gặp câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cách đây 2 ngày. Các học trò của huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy không sử dụng ngoại binh ở hiệp 1 trận đấu với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Và nếu mà như mình quan sát không nhầm thì đây có lẽ là siêu nhân Gia Huy chăng? Một chút nữa thì đợi Gia Huy quay qua bên này nhìn kỹ coi. Có phải Gia Huy không, cầu thủ mang áo số 34 bên phía câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định? Achille. Achille làm gì đây? Một pha dứt điểm rất nhanh của Achille bên phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định sẽ có sự thay đổi người. Siêu nhân Gia Huy đã được rút ra khỏi sân chỉ sau khoảng 15 phút thi đấu. Vâng, thể hình của cầu thủ Việt Kiều Gen Nguyễn có thể nói là vô cùng ấn tượng. Như mình đã chia sẻ, bạn ấy không kém gì ngoại binh nào cả ở trên sân, với chiều cao nổi bật và thể hình cũng rất dày cơm. Một tình huống mất bóng nguy hiểm, Achille. Vâng, rất đáng tiếc cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và với bản thân Achille khi bỏ lỡ một cơ hội có thể nâng tỷ số trận đấu lên 2-0 cho đội chủ nhà. Ngày hôm nay người bắt chính cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đó là thủ môn Trần Văn Tiến. Dos Santos. Pha xử lý bóng không tốt của Gen Nguyễn. Minh Trung. Achille. Thanh Long. Thanh Long, vẫn là Thanh Long. Ngày hôm nay đá cặp trung vệ với
Gian Nguyễn đó là Thanh Quý. Tân binh vừa gia nhập câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Santos đang đứng trước tình huống đá phạt. Tuy nhiên Minh Trung mới là người thực hiện. Gen Nguyễn. Văn Khoa. Thanh Phong. Văn Khoa. Một pha phản công nhanh của Quy Nhơn Bình Định. Gia Việt đã không thể đánh bại được Gen Nguyễn. Trung vệ Việt Kiều. Bây giờ thì câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định sẽ được hưởng một tình huống đá phạt. Và hai trận đấu liên tiếp của câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định, huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy không sử dụng Đặng Văn Lâm. Điều này cũng đã dự báo và cũng rất là dễ hiểu rằng là tương lai của Văn Lâm ở đội bóng đất võ chỉ còn tính bằng giờ mà thôi, bằng ngày mà thôi. Ngày hôm nay thì anh Bùi Đoàn Quang Huy sử dụng thủ môn Hoài Anh. Ở trận gặp Hoàng Anh Gia Lai, anh sử dụng thủ môn Huỳnh Tuấn Linh. Ngày hôm nay có đông đảo khán giả đến để cổ vũ cho hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Và lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi khép lại 45 phút so tài đầu tiên với kết quả 1-0 nghiêng về câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Và như vậy là hiệp 2 trận đấu giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định đã bắt đầu. Tỷ số ở hiệp 1 là 1-0 nghiêng về đội chủ nhà câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Người ghi bàn mở tỷ số cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong hiệp 1 là chân sút Enric Dos Santos. Ngày hôm nay thì huấn luyện viên Phùng Thanh Phương sử dụng hai ngoại binh trong hiệp 1 đó là Achille và Dos Santos. Cả hai đều đã thi đấu rất xông xáo. Trong khi đó thì bên phía câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định, huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy sử dụng đội hình có nhiều sự thay đổi so với trận đấu gặp câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, khi các cầu thủ ngoại của Quy Nhơn Bình Định như Alisson, Gabriel hay Salazar đều chưa được sử dụng ở trận đấu ngày hôm nay cho đến thời điểm hiện tại. Ngày hôm nay có lẽ đáng chú ý chính là sự góp mặt của cầu thủ Việt Kiều Mỹ chưa đầy 18 tuổi Gen Nguyễn bên phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở vị trí trung vệ. Sau trận đấu với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai vừa rồi thì câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định cũng đã công bố bản hợp đồng mang tên Lục Xuân Hưng.
cầu thủ mùa trước khoác áo của câu lạc bộ Trường Tươi Bình Phước. Ở đầu hiệp 2 thì huấn luyện viên Phùng Thanh Phương đã tung Ngọc Long vào sân. Một pha mở bóng rất hay cho Achille. Tuy nhiên là cú dứt điểm nối bóng của Achille lại không chính xác, không gây ra khó khăn cho thủ môn Hoài Anh. Một tình huống tấn công rất nhanh bên hành lang cánh phải của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên là pha chuyền bóng chìm của Ngọc Long không gây ra khó khăn cho hàng phòng ngự Quy Nhơn Bình Định. Hải Quân. Một pha xử lý hơi vội của Hải Quân. Bùi Tiến Dũng đang ở phía xa quan sát các đồng đội của mình thi đấu. Lại thêm một tình huống bỏ lỡ cơ hội nữa của Achille. Quá đáng tiếc cho Achille, chưa thể có được bàn thắng cho mình ở trận đấu ngày hôm nay. Và nhiều khả năng là huấn luyện viên Phùng Thanh Phương cũng sẽ tăng cường thêm chất thép với sự xuất hiện của ngoại binh cũng như là Ariano Smith. Tí nữa. Có hai người lận. Hai người. Có bốn người lận, bốn người ra giấy thôi. Đọc số đi, số máy ra. Rồi. Số máy ra, số máy áo xanh nè. Số 9 ra. Rồi số 9 em. Ở lại số. Như vậy là ở phút thứ 58 của trận đấu thì huấn luyện viên Phùng Thanh Phương đã tung Duarte cùng với Ariano Smith vào sân. Câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định có sự thay đổi người. Số 4 Phan Ngọc Tuấn vào sân. Gen Nguyễn ra sân. Số 9 Hoàng Xuân Tân rời sân. Số 10 Alison vào sân. Số 17 Lê Thanh Phong rời sân. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có sự thay đổi người.
số 4 Quang Đình Thanh Quý rời sân. Ariano Smith số 19 sân. Số 23 Rocha Matias vào sân. Duarte sẽ đá ở vị trí phòng ngự cùng với Ariano Smith. Trong khi đó ở hàng tấn công của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là Dos Santos và Achille. Bây giờ thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được hưởng một tình huống đá phạt và đứng trước bóng là Santos. Dos Santos, người đang đeo băng đội trưởng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay. Pha chuyền bóng không chính xác của Santos. Vẫn còn Duarte. Achille. Bóng đã chạm xà ngang. Xin lỗi, bóng đã chạm cột dọc, nhưng ngay sau đó là một tình huống bỏ lỡ cơ hội không thể tin nổi của Hải Quân. Vâng, một pha bóng mà ngay cả các cổ động viên họ cũng không thể hiểu nổi là tại sao lại có một tình huống bỏ lỡ vô cùng đáng tiếc như vậy dành cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh để có thể nâng tỷ số trận đấu lên 2-0. Trận đấu đã quay trở lại. Ngay lúc này thì huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy có hai sự thay đổi người liên quan đến ngoại binh, đó là Salazar và Gabriel. Việc tăng cường hai cầu thủ ngoại lúc này là dễ hiểu. Phút thứ 69 của trận đấu rồi. Một pha dứt điểm từ xa của Achille.
thêm một cơ hội nữa đã phung phí trước Achille. Rồi. Ok. Đây. Anh rồi Phương ơi. Câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định có sự thay đổi người. Số 45 Novik vào sân. Số 94 Huerta vào sân. Số 21 Đào Gia Việt về sân. Số 5 Lục Xuân Hưng về sân. Salazar sẽ vào để đá ở vị trí trung vệ. Vậy là Hải Quân sẽ nhường chỗ cho Võ Huy Toàn. Một pha dứt điểm của Alisson và ngay sau đó thì thủ môn Văn Tiến đã kịp đấm bóng để giải nguy. Việc tung vào cả ba ngoại binh là Alisson, Gabriel cũng như là Salazar sẽ giúp cho lối chơi của câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định trở nên khó lường hơn nhiều. Alisson là người thực hiện đá phạt góc. Vâng, Gabriel là người đã có tình huống đánh đầu. Tuy nhiên là đó cũng là một pha phá bóng của hậu vệ bên phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Vẫn tiếp tục là Alisson sẽ là người thực hiện tình huống đá phạt. Không có gì nguy hiểm. Santos đã cướp được bóng và ngay lập tức triển khai lên rất nhanh. Đường truyền cho Minh Trung không thành công. Vào chiều ngày mai lúc 16 giờ sẽ là trận đấu trên sân vận động Thống Nhất giữa câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và câu lạc bộ Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh. Mình đang ngồi ở vị trí bàn trọng tài cho nên là sẽ bị anh trọng tài bàn đi qua đi lại thì sẽ bị ảnh hưởng đến cái hình ảnh. Mong quý khán giả là thông cảm cho Vlog Ngoài Đường Pit ạ. Một pha bóng sóng gió. Salazar đã kịp thời can thiệp. Rất sóng gió. Huy Toàn. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có sự thay đổi người. Số 21 Đào Quốc Gia rời sân. Số 16 Nguyễn Thanh Cơ rời sân. Lỗi.
thêm một lần nữa, Achille đưa được bóng vào lưới của thủ môn Hoài Anh nhưng vẫn không được công nhận. Lại một tình huống nữa, Achille rơi vào thế việt vị. Alisson mở biên ra cho đồng đội của mình, Dương Văn Khoa. Alisson Dos Santos mở biên sang cho Achille, rất khỏe. Thanh Khôi gần pha chọc khe của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã không thành, đáng tiếc. Đức Sơn tốt. Duarte. Dos Santos. Ngọc Long. Alisson. Alisson định truyền cho Gabriel nhưng thủ môn Văn Tiến đã đề cao cảnh giác. Alisson. Santos đã cướp được bóng. Santos và Ngọc Long đang di chuyển bên cánh phải. Ngọc Long. Achille. Salazar đã cướp được bóng. Gabriel đã mất bóng rồi. Thanh Khôi truyền rất chính xác cho Võ Huy Toàn. Vâng, một tình huống dứt điểm của Huy Toàn lại đưa bóng vọt xa. Mai Xuân Quyết. Hoài Anh đã can thiệp kịp thời. Thank you.
Salazar. Salazar. Thanh Khôi. Vẫn là Thanh Khôi. Vẫn còn Dos Santos. Một pha ghi bàn rất đẹp mắt của Dos Santos. Và như vậy là tỷ số được nâng lên 2-0 cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Một pha xử lý bóng rất hay của Dos Santos. Cũng là Thành Khôi. Vẫn còn Dos Santos. Vâng, một pha phá bóng khá nguy hiểm của Hoài Anh. Rất may là cú phá bóng lên của Hoài Anh lại đập người Vũ Tín nhưng bay ngược ra ngoài chứ không bay vào trong khung thành, đã để trống. Đây là tình huống tấn công cuối cùng của trận đấu ngày hôm nay. Và như vậy là đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định. Nhưng nỗ lực của Quy Nhơn Bình Định cũng chỉ có thêm một bàn thắng mang tính chất danh dự mà thôi. Kết quả chung cuộc, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 ở lượt trận thứ 2 khuôn khổ giải bóng đá cúp Tứ Hùng Chứng khoán LB Bank 2024. Vlog ngoài đường pit rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả đã dành cho chương trình của mình. Hẹn gặp lại cả nhà trong các chương trình bình luận tiếp theo về bóng đá Việt Nam. Scan mã Manto, trúng ngay quà xịn, xe máy điện thiết kế theo yêu cầu, iPhone 15, bộ lớp độc quyền và hơn 400.000 giải thưởng khác.